大闪大闪，哇，这一个好克那个什么。那个是非常可能。我跟那个是来工作的，而且你昨天有没有墓碑呢？没有，坟墓有没有？我给那个了。有这一波，可以。是的，那如果带一首万剑的话，那就更克制。我都来你俩嘞。我的天，我感觉有万剑啊！哇，多盖肉，没盖过肉都上肉啊！拜拜。厉害啊，小陈，这一波应对的非常的漂亮，看看能不能有机会。好多人。打进去。买么涨么涨，有一点了，解不掉的这一波，解不掉，没机会了。弄了弄了，那很土了。放在走了。带走，漂亮。那这边的话，小陈应对非常出色。这一波双胖子加火枪铁苍蝇的套路打得真的太好了。小陈挺心机的，太心机了。他先下个冰激凌，让你以为我是。我这边劝你，刘杰朋友的。你来。慢掉了以后，这两张，蓝胖子还是有机会登场。是的，这效果其实还是不错的。啊，关起来。肯定是小陈优势更大一些呀、啊。是的，火球啊，这边多少啊？打住了，够的，不够的。还有机会哦，力量哥再过两个滚木加一个火球。哎，功德哥。还需要一个火球，还有毛，少张嘛，没张嘛还，没得双关，没张嘛还，哦上路，哎呦 lock 上路，哎，没有一下 ，nice， 哇，小陈在前面非常巨大失误情况下，通过自己的卡组，这卡组天克，克的已经是不知道怎么玩，对，没法打，对，确实小陈这边打的还是很不错了，是的，稳住心态。如果别的选手可能会出现一些心态的波动。2000 years later。头。猎手拳6613倍啊！这个，我跟小陈关系也还不错的，他这个孩子是很洒脱的一个孩子，就是性格挺好的。không sáng nay Xbox 2.9 và đánh Tesla có cả con ngựa đen á bạn biết đấy không phải là Xbox thường đâu không phải là Lockbit thường đâu bạn mọi người có thể xem lại tí nữa mình có thể edit và mình share lại cho mọi người nếu không thì cơ bản nếu mà Xbox đấy là Xbox gặp cú đen thì ra là hòa vâng đúng rồi không biết em nghĩ là hòa nhưng mà vẫn so với thắng Mà nó xoay sạch bổ nhanh quá Anh nghĩ là Golem chung của mình Golem bên lỗi chắc là Golem bên lỗi Golem chắc là không chắc là có thể là Golem ra không đúng thời điểm để tăng Xbox sáng nay là có một trận là Golem Rocket chứ làm sao mà Golem mà thua Xbox được Golem mà thua Xbox thì cũng là Golem mà đánh lỗi à, đánh lỗi mình có một hai tên lỗi gì đấy một tên lỗi là Xbox nó rỉa nhà là xong luôn sau là Xbox đó có thể nó rỉa một thêm mấy phát tai bồn nữa là xong tốt điểm dạ quan quài lần chưa ai à vượt quen đấy bên ngay trận này đi vượt chen với cả Elsior và lại tái hợp mà ok và chúng ta sẽ quay lại cái cặp này chúng ta có thể thấy là đã gặp ở dần lượt đi rồi bây giờ lượt về thì liệu rằng là Elsior có thể trả lại cái lỗi phải trả lại món nợ nếu không thì chắc chắn em biết đâu nếu một lần không sao nhưng lần thứ hai mà thua nó sẽ tạo cho vùng chung tạo ra một cái nó gọi là cái rớp ý rớp khi mà gặp một người mà mình thua mấy lần liền là cái rớp gì đấy khi mà đánh thế mà có gặp lại lần nữa thì chắc phải sợ rớp nó sợ thì nó là sợ nhưng nó cũng cái rớp gì đấy có gì không ok và chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên của set thứ 3 giữa Elsior và Little Chen phải thắng để mình chiến thua 3-0. Thể hiện lại cái khẳng định lại vị trí của bảng trên bảng xếp hạng cũng như là tên tuổi của Team Nova được. Elsior còn leo cúp anh, em không thấy tên. Đều có đa trảo. Đúng. Trận này có đa trảo, rất đáng chờ đợi. 第一场一个上了九，就 Legend 没怎么用我的大皮卡，一个上了。我们画他一个，行啊。还给做呢。而且今天然后hai vs hai chỉ là hai người đấy họ hiểu tiếng của nhau ấy khi mà mình trò chuyện đánh ấy thì mình biết được còn trong trận đánh này chỉ có một người Việt Nam được đánh ở trong này thôi ví dụ như là chỉ có anh Tali và
chỉ có Legend đánh thôi, vì vậy là 2v2 là nhường cho luôn cặp của ông đấy rồi. Ok, và quay lại trận đấu thì Axios với lại Crystal Chen thì Miner có boss. Zappi liệu rằng deck này đi hút không? Có hút không? Có Poison rồi, ok Mega. PK Miner còn đây là không stone biết đấy. Xe là nhấp nháp, nhấp nháp, nhấp nháp. Xe rồi, đúng rồi, xe. Cũng không rất là chậm. Miner ở bên này xây phòng, rồi không ngừng phòng thủ. Xiao Chen cái này cũng được. Trước một trận Vu Yuan. Ui, cái Miner kịp thời đấy. Vu Yuan đeo lên Mu Fei, à, phòng thủ năng lực vẫn là tương đương mạnh. 那他这是一套兵法的又要蹦那边是电车桥头没有问题先解这个冰人然后破一张没有了这个兵人其实有点亏啊屠夫难道是大皮卡哦不是他带兵人的应该不是大皮卡就是一套屠夫这个喷嚏好嘞这里好嘞这里啊 这个矿工挖后点没被抓到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 这
把房子扣低了，扣低了。但是这个小陈要守两路了，现在房子做起来了，小陈肯定是没包嘛，没带力了，他这个就强行了，他这波利亚哥要自首了呀，这波利亚哥毒药自首。他在过那个关系，不会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 这样的话，力量哥赚一手房子，这波可以防了。左边跟幽灵了，对，哇，这波黑王能帮两个小王对很多的兵。这波解开了，这波小陈没有滚木，他解不了头毛手。这波力量哥就不能让你我也更深了，受伤害想背负。我上我更深了，是那是厉害东来的。做房，这个房子做的很漂亮。啥意思你？小陈赌也是亏。喂，光那个钢没干。叫飓风来。喂，这啥钢没干？你干？还死了，那这个不好防了。你刮，你刮，你刮，刮飞了，你刮飞了嘛，多多了。对，这真的是多多不能嘛，咋飞啊？飞到不能。对，再来保证，保证。这波有毒药的力量哥。对，搞保证了。对，明白了，得刷了，石头。没给刷了，石头。空空空啊！你刷了没？你毛的，你毛的。这个胖了，他又想到这个预判滚木。张哥，好，其他人，他人的木已经斩杀了。没摸白的保证了都。哎，这个伤害绝对。张哥保证，还有一波机会。把你堵了，走白的白的，上一波自首一波。对，然后再生矿工，然后毒滚。我白保证堵了。要再白。小陈还叫了个毒药想抢血。白的了，白的没了。对，不过确实小陈这个。哎，张白，因为确实左路已经注定了要不好结局，不如搏一搏右路。小陈这套卡组才错了，他应该。急了，给他摘一个，不给摘过来。他的墓园没有一波是。不，比上打还没摘，还没摘。刘马的，刘马的，帮我整理几条。阿古莱没打了，不变。两个上桶了。过来的后面就叫阿古莱出来。喜欢带飓风的，还是飓风？给他不要摘一个。给他摘一个，那个说，那么厉害，那么厉害吗？那很是我是努力的，张皮刀稳稳的。这个呢是带飓风的，打猪是不怕的。OK， 把猪仔射点宝给你们看，过三对吧？如果小陈现在卡组锤力之前，要收六块，我们就赚了，活了，都不下，赚费也不下。是，力量哥要下了，桶是肯定要。够受很难了，乌兰差不多还是问题吗？看看这波蹦不蹦了，这个要木乌兰不？木乌兰飞起吗？飞起来接。我刚刚没听了，莫提海浪。五脉血，想一波打了，这波要冲。拉巴拉巴。没有脉血的狗。哦。Rocket， 火箭，带的是小电。Reset 都放大招了，这套应该是跟风有练过，就是跟风打 Iron 是一模一样的卡组。对。Ronaldo， 喂，该是中队的叫巴鲁内。哦，这波气球。搞啥子？他做 Fireball， 搞否给 Fireball 空。有桃花，因为
IC Breeze rồi. Rất tốt. Một hit, có một hit điện tử cho làm luôn. Tại sao lấy được Tondo, ta không để dành Tondo nhỉ? Không để dành Tondo cho kế đấy. Tại sao lại không ra Princess? Xoay Princess với lại Tondo giữ lại và sao Tondo để cho Balloon. Anh không hiểu tại sao bọn đấy lại tham cái quả trụ làm cái gì nhỉ? Rõ ràng là Lava là chắc chắn là cao lắm Balloon thì nên để dành Tondo lại. Ôi, lock hơi sớm. Hơi rung tay rồi. Phí. Không chỉ lock kịp đâu em, quả này lock không thể lock kịp được. Lock kịp thì con kia vẫn chết. Anh không biết đây là eo siêu. Có kinh nghiệm rồi. Li Yang chọn được bán rồi, không cần. Nếu mà để đấu trụ thứ hai thì rõ ràng là Yang sẽ thua. Vì thế Yang sẽ thua. Để trụ thứ hai thì rõ ràng không quan được. Nhưng mà cầu thủ đá phi thủng thì nhịp độ có chút loạn. Ở bên này có Phong Phong, hít một hơi, toàn trọng. Hít ba. Ngựa vào trụ, four fireball, ngựa vào trụ rồi. Vẫn có hai hit để tự ngựa. Không có member kể cả thêm một hit nữa bây giờ là họ đi lava nhá, lava đi thủ cánh nhưng mà rất khó mà bây giờ thọc quả sơn rất là khó luôn. Tôi xong rồi khó chịu lắm đấy chưa, quả sơn kia thì không họ ép được, vẫn thủ được. Lava này nó thật ra là... Ui, ăn được rồi! Ăn được rồi! Mission complete! Khóc. Tí thì khóc. Rồi khóc rồi. Mắt đỏ hoe. Quá hay. Sự trở lại của Nova. Đấy, toàn thằng Nova đấy, toàn OP để Nova. Ok, và em sẽ cập nhật trận này. Ở sau trận này thì mình cộng bao nhiêu điểm anh? Legend đánh rồi, Legend đánh xong rồi. Rồi hôm nay lại nhậu rồi để sáng hơi thôi. Nhậu rồi, chắc là sau.